nuôi cá nữa các bạn. Thì thấy đang thuận lợi ok các bạn. Thì bây giờ ảnh tiếp tục phát triển một cái hồ nữa các bạn. Đó, bây giờ một cái hồ của ảnh nữa thì mình sẽ quay cho bạn xem cảnh cái hồ đó mới làm như thế nào ha. Và bây giờ mấy bạn cứ xem lại cái khu đầu tiên nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái khu mà mới nha các bạn. Đây là khu ảnh mới làm nè. Đó, thì bên ngoài là bằng dàn sườn á, là bằng tre các bạn. Đó, dàn sườn bằng tre nè. Thì phần bản ấm bạc cũng gọi dày các bạn, thì nó nắng mưa nó cũng chịu ok. Đó, cái này diện tích này có khoảng tầm 2x4 này, 2x4 hả Thường? 2x4 là 8m2 rồi các bạn. Đó, mực nước hiện tại là cao khoảng 20 cm, 2 tấc. Cái này đang gọng nước mới nè, chuẩn bị cho nước im lại rồi ảnh mới thả vô các bạn. Ở đây là trồng có điều tây, điều nhút, môn, kiều nèo. Đó, còn mấy cái hộc nữa và cũng có đó các bạn, để dành vừa cho chỗ cho ốc nó trú ngụ, với để cho mấy cây này nó phát triển luôn các bạn. Đây, đây thì ảnh đang trùng tu lại cái máy dầu để mà bơm nước nữa các bạn. Tại vì qua 2-3 cái kênh rồi các bạn, thì phải cần nước dẫn vô đó. Đó, đang ấy lại nè. Hello, ảnh kêu xuống chơi các bạn, thẳng ảnh làm hồ mới á, thì có tận dụng lại một mớ ếch của đợt trước các bạn. Thì bữa nay sẽ bắt đầu vào món cà ri ếch các bạn. Rồi, giờ cà ri ếch thì cần có những gì thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nha các bạn. Ok. Rồi bữa nay mình nấu cà ri nha các bạn. Cà ri ếch, chúng ta cần có là ếch, nước dừa béo ngậy. Giờ cho ớt vô nè. Xong các bạn, giờ thưởng thức thôi. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Ok. Bắt chân cúc hấp nước dừa trở thành khề nước dừa luôn các bạn, cạn nước. Rồi, mời các bạn nha.
Mấy bạn nha. Ăn cà rốt nha. Sau khi ăn cà rốt xong no nê các bạn. Chủ ếch uống bia có lon hơn lon rồi bạn, ngủ ngon luôn. Mình bây giờ mình sẽ đi bắt ếch để làm món khác nữa các bạn. Ok không? Rồi. Hiện tại thì cái hồ mà mình nói cái hồ mới này của anh Bạch Thường này là ảnh chưa có thả các bạn, anh mới để hồ thôi. Đó. Rồi mình hôm nào mình xuống mình cái lúc mà ảnh thả mình sẽ kêu ảnh chia sẻ cái kỹ thuật nuôi cho các bạn xem. Bạn nào mà có cùng nuôi á, muốn nuôi này kia thì mình tham khảo ý kiến rồi tham khảo cái cách nuôi ha. Rồi bye bye các bạn nha. Rồi hẹn mấy bạn trong video tiếp theo. Đấy, giờ mình đi bắt ếch đây, bạn muốn coi ếch không? Ok rồi cho mình cái này nha. Giờ bắt ếch nha. Nó thôi bạn thấy không, giác bắt lần một luôn, tập luôn. Bây giờ cũng còn có 2 kg á, nấp ở dưới á. Nè thử con này với hai, có 2 con chỗ đó đó là được rồi. Đó, 2 con ngay cái miếng đó. Đó, đó. Các bạn thấy ếch bự không? Đó, nó thấy không? Thấy như dặn đồng viên bơi gọi vậy đó bạn. Trời đó bự hơn con này. Bự hơn mấy con này. Bự hơn mấy con này. Như dặn đồng viên bơi gọi vậy đó bạn. Rồi được rồi. Ồ. Vui bắt lên thấy bự quá ha. Ồ. Cái này là ếch cuối mùa nha các bạn. Cuối vụ, chuẩn bị cho vụ mới. Bây giờ mình nhìn cho bạn nó nhảy ra quá nè. Đó, thấy không? Bạn thấy không? Nó nhảy ra quá. Đó. 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 Đó là đi không, có đợt nào đem về 7 con á, nhảy ra có 2 con, giờ 2 con nó không biết ở đâu nữa. Đúng không? Đúng không? Con nhiều quá nó lặn á. Đó các bạn. Cái phần ngoài này bà kêu là lưới nuôi ếch thôi, còn cái phần ở trong đó bạn biết kêu cái gì không? Dèo. Kệ cái rô nó ục quá, các bạn thấy không? Đó, không? Đó, thấy không? Đó, cái rô các bạn. Vừa nè. Cái này có thể mà con cũng sắp xuống con ăn với anh mày Hồng nè. Vậy sẵn bắt luôn đi, vậy đem xuống dưới ăn thì bắt luôn. Đem dưới ăn mà chưa. Để nó đi, không để bữa nào xuống bắt. Mà bây giờ có cho nó ăn gì nữa không? Hay mà để đợi vậy? À,
rồi vậy đi. Rửa bự bự nó không nha. Rồi giờ mình về nha. Rồi một lần nữa bye bye các bạn nha, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. À, hẹn các bạn trong mùa hot tiếp theo nha. Rồi hôm nay là hết hết mùa nha. Ok à, nó nhảy vô đâu rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.